Mở bán áo thun Liên Quân 2020 giảm giá 20% tặng ngay bộ đôi vòng tay Liên Quân. Miễn phí giao hàng toàn quốc duy nhất từ ngày 16 cho đến ngày 25 tháng 2. Đặt mua ngay tại shopgthu.com. Em còn nhớ ai không? Em còn nhớ ai không? Hi, yo, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm video clip về vị tướng Joker. Một trong vị tướng xạ thủ sẽ có sự điều chỉnh trong cái phiên bản cập nhật bổ sung lần tới. Bổ sung lần này trong phiên bản Pháp Sư Trỗi Dậy. Trước tiên thì mình sẽ thử ra dọa mít team bạn cái xem sao. Mít team bạn đâu rồi? Đúng rồi, đúng như kế hoạch là John lên khá cao anh em ơi, đuổi cung rất tận luôn. Trời ơi, mình có tóc biến mà. Là một bạn cái nhẹ nhẹ chén cơm đầu nhá, rất là thơm các bạn ạ. Trong trận đấu này hội tụ đủ yếu tố, đó là thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì sao mình nói là hội tụ cái yếu tố đấy? Đó là cái gì vậy? John hu hu gì vậy? Khóc gì mà tu tu thế? Trời ơi, phải trả giá đó chứ, lên cao mà. Anh em ơi, làm nốt cái mạng nữa này. Mình đứng từ xa và mình ngắm tiếp thôi. Ngắm chuẩn xác bạn. Úi giời ơi, một mạng nữa. Chơi vậy ai chơi? Trận đấu này mình cảm thấy team bạn một cái đội hình không ổn một chút nào nhá. Thiên thời địa lợi nhân hòa có nghĩa như thế nào? Khi mà team bạn trong trận đấu này toàn máu giấy thôi. Và khi mà chúng ta lựa chọn Joker trong trận đấu thì rất thích cái đội hình của team bạn như vậy. Nhìn sơ qua là toàn máu giấy rồi. Đang có Illumea nha, với cả dừng team mình ở đây. Chả nhẽ không làm, úi dồi, Violet lại lên cao á, lên đấy. Đúng rồi, đúng như kế hoạch. Chạy được đi đâu qua sau, lên bảng nốt. Chém nốt Illumea nào, Illumea ơi. Nào, úi dồi, chưa gì siêu việt thế này. Cứ đứng bên ngoài chúng ta quẩy nốt Murat khi mà Murat chưa có level 4 các bạn ạ. Murat còn ở đây không? Này thử xem này. Úi giời ơi. Về không? Dưới chân Murat là bùa xanh bùa đỏ và mình thích cái điều đấy các bạn ạ. Chắc chắn một điều nó sẽ đứng, mình sẽ đoán là nó sẽ đứng ở trong cái bụi kia biến về. Thường thường là các bạn hay lười lắm đúng không? Lười nè, bá đạo. Đấy, nếu mà như thế là team bạn có khả năng đó là kêu mình hack map các kiểu. Nhưng đây là do chúng ta tự suy luận ra là cách đối phương di chuyển ra sao. Hiện tại là một combo của mình chắc có lẽ là đủ gây sát thương để giết được Violet hoặc là Illumea. Nhìn qua team bạn trong trận đấu này thì các bạn nhìn thấy rất nhiều vị tướng màu giấy nha. Violet là 1, John là 2, Murat là 3, Illumea là 4. Còn Amalie thì mình không tính tiền vì nó cũng khá là trâu. Một combo thẳng vào Illumea và bòm. Truyền tiết luôn các bạn ạ, 5 mạng. Ăn mạng vượt thời gian. Đây là một trận đấu danh cao thủ. Nhưng mình cảm thấy là team bạn di chuyển thông minh ra man các bạn ạ. Kể cả rừng, đến xạ thủ, đến pháp sư, team bạn di chuyển đều là thông minh hết. Thế nên là bây giờ là 6-0 xử mất rồi. Nào, bùa xanh team bạn vẫn còn nha. Nhưng mình không thích cái điều đó. Mình thích là bắt John hơn. Chúng ta Joker thì chúng ta phải đi đảo đường hỗ trợ team vừa xong lag làm sao ta. Thịt luôn Amalie này, team mình đông mà. Trời ơi, có bom cười đây thì chạy được đi đâu? Úi giời ơi, mạng huyền thoại mất rồi. Kìa, cam hoài sao chơi. Có cam đâu, do bạn lên cao quá mà. Đấy, chắc là có Murat ở đây. Không có Murat, là Violet ăn mất bùa xanh của Murat á? Team bạn đánh đấm kiểu gì đây? Mấy bạn chơi không đẹp rồi. Team bạn chơi không đẹp, team mình chơi đẹp gì? Khi mà Violet team bạn còn cướp mất blue của Murat thì mình chịu luôn các bạn ạ. Kiểu này thì chịu. Mọi người thấy là cái nội tài của Joker trong phiên bản Pháp Sư Trỗi Dậy nó rất là mạnh đúng không? Chúng ta kích hoạt chiêu 2 là chúng ta cũng được có luôn nội tài Joker bắn thường rồi. Rất là đau. Vậy nên là trong phiên bản Pháp Sư Trỗi Dậy này, ở cập nhật bổ sung lần 2 thì vị tướng này sẽ bị giảm sức mạnh đến từ nội tại nhá. Ôi, Violet team bạn có xíu máu này. Cố gắng móc ra đằng sau xem là chạy được đi đâu con sâu. Ôi, nó còn liền. Ý là nó còn liền biết ngay mà. Thôi, thông báo cho mọi người về sự thay đổi đến từ nội tại đùa dai vì tướng Joker. Nhưng mọi người biết là khi mà chúng ta có nội tại của Joker, chúng ta bắn thường đối phương sẽ làm chậm tốc độ chạy của đối phương đúng không? Thì trước đây là chúng ta sẽ làm chậm luôn 90% thời điểm đầu cũng như là thời điểm cuối game. Nào chạy đâu? Đấy, làm chậm chưa? Và chúng ta sẽ có mạng của Illumea. 7 mạng rồi.
Thường thường đầu game với cuối game các bạn bắn tường nội tại thì nó cũng làm chậm 90%. Nhưng mà trong cái phiên bản Pháp Sư Trỗi Dậy chỉnh sửa lần 2 này thì đầu game các bạn bắn nội tại chỉ làm chậm 50%, sau đó đến 70% và 90% theo cấp nha. Đấy, cuối game thì nó mới có thể bắn được làm chậm 90%. Vậy nên là bị giảm sức mạnh rồi. Kèm theo là loại bỏ cái trạng thái suy yếu lên mục tiêu 1.5 giây. Thế nên là xe không còn trạng thái suy yếu lên mục tiêu nữa đâu. Đấy là sự điều chỉnh duy nhất của vị tướng Joker. Ủa làm cái gì nhận dồn này ôm trụ hoài. Thôi farm nốt cái đàn lính này rồi mình cũng về luôn đây. Yếu máu rồi. Đối với trang bị cho vị tướng Joker chắc chắn thì mình lên đó là giày Hermes trước nhá. Sau đó là thương xuyên bá, phức cập kiếm, nanh penia, thanh kiếm và giáp bóng mệnh. Đây hầu hết là những trang bị mà giúp cho các bạn chơi Joker một combo có thể đạt mạng được những cái mục tiêu quan trọng của team bạn. Ví dụ như là xạ thủ, pháp sư. Các bạn không tin đúng không? Để mình tìm mục tiêu cho mọi người xem. Đâu rồi, Ayo Violet à, một combo. Đây là một combo lên bảng điểm số. Đó, chỉ một combo thôi chúng ta có thể hạ gục được một thanh niên máu rất giấy. Ui Murat đừng cùng được chạy đâu. Các bạn, ui giời, ảo ảnh chảm à, không xi nhê đâu. Lần này thì hết đường chạy nữa rồi. Khi mà cái bom cười của tướng Joker nó gắn lên người thì xác định là các bạn sẽ mất rất nhiều máu nha. Combo của vị tướng Joker bây giờ khi mà nó sự thay đổi thì rất đơn giản. Các bạn có thể bắn thường nội tại một cái này. Sau đó là mọi người có thể kích hoạt lần 2 bắn thường thêm cái nữa là bắn 2 lần nội tại. Sau đó các bạn kích hoạt chiêu 1. Sau đó kích hoạt chiêu cuối. Nói chung là nhiều combo lắm. Tùy thuộc vào tình huống của các bạn gặp thôi. Đã có gấu kia rồi, hỗ trợ giết Amelie cái, Amelie trong bụi. Amelie về sư mất rồi này. John, mình chỉ dình John thôi các bạn ạ. John tiếp vẫn né được. Ui trời ơi, mỗi thằng nó có xíu máu kìa. Ui giời, không chết được tí quá. Thôi, bỏ thôi. Chúng ta làm sao tranh thủ ép luôn cái trụ đường giữa này đi. Team bạn giờ mới ăn được 2 mạng thôi. Đây là do team bạn pick một đội hình chôn game. Có Zone với Violet mà Violet không đi rừng. Mình có bom cười rồi nha. Đó, 170 vàng. Ép luôn trụ này đã, rồi xử lý team bạn sau. Amelie chạy tít quá. Hai thịt Murat anh em ơi. Cứ ngắm từ đằng xa xem nào. Hexox, boom, đấy, thần thánh. Chỉ cần ngắm chuẩn xác thôi. Lợi dụng được hiện tại là cái chiêu 1 của mình gây sát thương rất lớn. Đặc biệt là mình rất là xanh. Thế bây giờ chỉ cần trúng được cái chiêu thứ nhất vào đối phương thì mất rất là nhiều máu rồi. Ok, có trụ đường giữa tiếp. Phù hiệu cho trận đấu này thì mình đang sử dụng phù hiệu đó là thần quang nhá. Tại vì nếu mà chúng ta mang cái phù hiệu này đi thì có thể đâu là kết hợp nội tại của tướng Joker với đoàn đánh thường, kích hoạt thêm cả cái phù hiệu này nữa thì nó sẽ gây sát thương rất là lớn. Sẽ mày không biết chơi à? Team bạn hình như chửi nhau thì phải, không biết là ai không biết chơi. Sao hack chạy, ôi lỡ hack map à? Hay hack gì? Ôi rồi. Hack thì như ám ảnh các bạn nhiều hoài. Cái từ khóa hack nó đang ám ảnh các bạn rất là nhiều. Bản thân mình còn chưa mất liềm cơ. Murat team bạn này anh em ơi. Để mình test thử xem một phát bắn nội tại của mình vào Murat bao nhiêu máu nào. Một bắn nội tại. Úi giời nở cây. Bây giờ hay nha. Murat né được kỹ năng của mình. Không phát đấy bạn chết rồi. Công việc còn lại chúng ta bây giờ làm sao? Cứ đứng bên ngoài mà luyện chưa một chuẩn xác. Còn team bạn ai mà lên cao thì lúc đấy mới sử dụng được combo. Chứ bây giờ đừng có lao hùng hục vào mà sử dụng combo là các bạn bốc hơi nhanh lắm. Đấy, giữ vị trí là tốt thôi. Ai xông pha lên, ví dụ như Amelie là một combo thẳng mặt thì chạy được đi đâu. Ép luôn anh em ơi, khi mà team bạn bây giờ còn Illumia. Còn Illuma với cả Violet ở nhà thôi mà. Ép luôn cái trụ này đã. Thôi từ từ Roger ơi. Đằng nào team bạn làm sao mà thủ được nữa. Rồi chúng ta ép thẳng, chúng ta phá thẳng nhà chính là được ngay. Murat này đây. Cho luôn cái quả bom cười vào mặt đi, chạy được đi đâu. Ok, và video clip của mình đến đây kết thúc rồi.
Rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi video clip này và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang live stream trên ứng dụng Nodo Live vào những buổi tối để có thể kéo dành kim năm. Vậy nên các bạn nào có nhu cầu muốn giao lưu cùng mình, muốn chơi cùng mình thì có thể qua Nodo Live follow ID 8915517 để có thể nhận được những thông báo trước khi mình...